Rồi chị xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay chị mới về một chiếc Ford Everest 2023 là gì? Màu cam. Thế chị sẽ đi dạo một vòng cho anh chị các bạn coi và tham khảo qua nha. Nè mới về luôn anh chị. Everest 2023. Xe chạy được 31.000 cây chuẩn km luôn chị. Chất xe thì đẹp. Xe mua bán cái chiều cam kết và đảm bảo cho anh chị là không có cứng đụng, không có ngập nước, máy móc là nguyên zin. Chị coi chất xe còn đẹp. Màu cam mà nhìn nó hoàng nó đẹp lắm chị. Ở ngoài nó sáng dữ lắm. Này do anh để trong showroom. À, chị coi cái mình bọng thẳng bằng. Chất xe còn đẹp lắm. Đây là bản titanium một cầu. Sản xuất là 2023. Máy dầu 2.0 turbo. Rất đẹp luôn anh chị coi này. Anh chị nào mà yêu thích cái mẫu Everest mà màu cam nè, anh chị các bạn đến ngay showroom của Triệu coi xe nha. Địa chỉ coi xe là 18 Hiệp Bình, Thủ Đức. Thì anh chị nào không rành đường á, hay là anh chị nào ở dưới quê mà không rành đường, cứ kết bạn qua Zalo, chị sẽ gửi cái thông tin xe này và cái vị trí luôn cho anh chị các bạn đến coi xe ha. Chị có nhận trao đổi xe luôn, xe nào cũng trao đổi. Anh chị có xe mà muốn đổi qua chiếc Everest này nè, anh chị chạy xe của anh chị đến showroom của Triệu nha, cùng coi xe cùng trao đổi. Hiện tại bây giờ thì showroom của Triệu cũng đang cần thu mua xe ô tô cũ qua sử dụng. Anh chị các bạn nào mà có xe mà để nhà mà không có nhu cầu sử dụng nữa ha, hoặc là anh chị muốn đổi xe, muốn nâng cấp, hay là muốn bán đi cái xe của mình để mua một cái xe khác, thì anh chị cứ liên hệ cho Triệu. Triệu sẽ đến tận nhà anh chị coi xe và phun tiền trong ngày cho anh chị luôn. Đó, mua nhanh bán lẹ và bảo mật cho anh chị nha. Đây, và cái chiếc xe này thì còn rất là đẹp. Chiếc này là Everest 2023 anh chị, chạy được 31.000 cây. Xe mua bán chịu cam kết giấy tờ văn bản đàng hoàng cho anh chị là không có cứng đụng, không có ngập nước, máy móc là nguyên zin. Này nè, thì ngoài Everest thì showroom của Triệu vẫn còn rất là nhiều xe cho anh chị lựa chọn nha. Chẳng hạn như là Mazda 3 2024 bản luxury nè, Santa Fe 2017 nè, máy xăng hay cầu nè. Đi vào trong đây thì có một chiếc Vios mới về anh chị. Vios này mới về nè, Vios này số tự động luôn. Số tự động để coi xe này sản xuất bao nhiêu nha. Xe này khóa cửa. Xe này hình như là sản xuất là 2020 á, số tự động bản E. Đó thì có mấy cái xe đặt cọc này nằm ở dưới đây. Nè, Sportage nè, Camry nè, Mazda, nói chung xe đặt cọc này nằm ở dưới. Thì chịu có một chiếc Fortuner máy dầu số sàn 2020 phần mới nè. Đó, phần mới nè. Bây giờ mới về chiếc Route nữa. Mới về chiếc Route nữa nè, Route 2021. Đăng ký 2022. Rồi thôi anh chị các bạn cùng chiều đi dạo một vòng với chiếc Everest này nha. Rồi bây giờ chiều sẽ đi dạo một vòng cho anh chị các bạn coi qua. Cái dàn đèn là full led anh chị. Đây, full led luôn. Có camera 360 luôn. Xe này có radar luôn nha. Có radar luôn, có dài giới hạn đầy đủ hết luôn. Everest 2023 Titanium Turbo 2.0 máy dầu. Nè, cam 360 nè. Cảnh báo điểm mù nè, đầy đủ hết luôn. Tay nắm cửa Sigma Chrome này, con kính inox này, dán phim cách nhiệt rồi cho anh chị luôn. Bể bước nè, không cũng còn đẹp luôn. Nước sơn liền lạc anh chị, đây. Đó, vỏ xe thì còn dày lắm, xe chạy 31.000 cây vỏ còn dày nè. Gầm bọng còn đẹp luôn anh chị, đây. Nè, gầm bọng còn đẹp luôn. Hay quay cái gầm nhà chị coi nè. Đây, bánh xe dự phòng là chưa sử dụng luôn nha. Đó, gầm bọng còn đẹp nè. 31.000 cây. Nè, dầu nè. Tiêu chuẩn là Euro 5. Đó. Xe này mà anh chị đổ nhầm dầu loại khác là nó sẽ báo lỗi liền. Xe này nó kén dầu lắm. Nè, dàn ghế còn mới tinh nè chị. Everest 7 chỗ, gầm cao nè, cửa sổ trời luôn. Quá đã luôn, quá đã luôn. Ở đây thì có cái cửa điều chỉnh gió máy lạnh nè. Ở đây có ổ điện 230V nè, có cái cổng sạc USB Type-C nè. Đầy đủ hết luôn. Đây, rất đẹp anh chị. Đó, chi tiết xe này còn đẹp lắm nha chị coi nè, mấy cái tấm bi cửa nè. Everest thì nó không có keo chỉ, nó không có keo chỉ gì coi nè. Đó, Everest là không có keo chỉ. Nước sơn còn đẹp quá trời luôn, sơn zin luôn anh chị. Nè, phía trước này có đèn viền nội thất luôn nè, quá đẹp luôn coi nè. Đèn viền nội thất luôn. Đó, nè, cửa sổ trời luôn nè. Camera hành trình luôn anh chị. Đây. Màn hình giải trí siêu to luôn. Tích hợp camera 360. Ở đây thì có sạc pin không dây nè. Đó, ở đây thì có thắng tay điện tử nè. Không? Có chế độ cân bằng điện tử nè, cảm biến lùi nè. Đó, này điều chỉnh chế độ như chạy mấy cái đường trơn như vậy này nọ đó. Số tự động nha. Máy dầu số tự động. Everest thì có hai chức năng ga, một cái là ga giới hạn và một cái là ga tự động. Có điều chỉnh góc chiếu cho đèn nữa nè, đèn pha tự động thông minh luôn có luôn. Đó, quay cái động cơ luôn cho anh chị luôn. Nè, ghế chỉnh điện nè, thấy không? Ghế bên tài còn đẹp luôn anh chị. Đẹp nha. Đó. Everest 2023. Titanium một cầu, dàn đèn phía sau đẹp quá trời đẹp luôn. Quá đẹp, quá ngầu luôn anh chị. Để coi mở cái nắp cốp lên.
cúp điện nha. À, đây hàng ghế thứ ba này. Ghế thứ ba thì đây mình có cái nút là gì? Bấm không có ha. Vậy là Everest này hàng 2023 này không có. Chiều bị nhầm con mẫu cũ. 2023 thì mình chỉnh cơ rồi. Đó, đưa hàng ghế thứ ba bằng cơ rồi. Còn mấy cái mẫu cũ thì nó có cái nút ở đây anh chị. Mẫu cũ thì nó có nút ở đây. Cái này thì không có. Cái này mình chỉnh bằng cơ rồi. Hàng ghế thứ ba xếp xuống này mình sẽ có một cái cấp độ siêu rộng anh chị. Đây nè. Những chi tiết cho ngạn là ốc cửa, ốc cốp, ốc capo chịu đảm bảo cho anh chị là nguyên zin hoàn toàn. Mua bán cam kết giấy tờ văn bản đàng hoàng luôn anh chị, cứ yên tâm mà sử dụng. Còn anh chị mua xe của chiều mà không yên tâm nữa, đi test hãng anh chị. Bao test hãng thoải mái luôn. À, xe quá trời đẹp luôn nha. À, nước sơn liền lạc. À, đây, mình bọng nè. À, nước sơn liền lạc ha. Tay nắm cửa nè, ron kính nè. Tiết kiệm dầu anh chị. Đi đường dài có 7 lít nè. Đây nè. Đi đường dài có 7 lít dầu, đi kết hợp nó khoảng tầm 8 lít nè. Rất là tiết kiệm luôn. Đó anh chị coi nè, tắp bi cửa nè ha. Ghế bên phải nè. Quá trời đẹp luôn, xe còn quá trời đẹp, có cơ số trời luôn. Chiếc này sản xuất là 2023 luôn á anh chị. Ha, nè, vỏ xe còn dày quá trời luôn. Full công nghệ luôn. Nè, cảnh báo điểm mù nè ha, camera 360 nè, máy dầu chạy turbo nè. Đó nè. Ghế tắp bi cửa bên phải nè, có đèn viền. Này đi ban đêm nó ánh lên nhìn đẹp lắm. Ha, nè. Cái chi tiết này tắp bi cửa còn đẹp nè, ghế bên phụ có chỉnh điện cho anh chị luôn. Đó, ghế bên phụ cũng còn đẹp luôn. Quá đẹp. Chiếc này chiều bán giá là 1.260.000.000, còn thương lượng anh chị. Anh chị các bạn mà có quan tâm, anh chị các bạn mà có thiện chí, anh chị các bạn đến chỗ của chiều coi xe nha. Chiều bớt thêm cho. Xe thì quá đẹp rồi, xe thì có mua bán có cam kết rõ ràng cho anh chị luôn. Đó, full là sửa hãng luôn anh chị. Full là sửa hãng luôn. Nè. Đèn chiếu sáng là full led luôn mà nhìn cái dàn đầu nó ngầu cực kỳ ngầu luôn, quá trời ngầu luôn anh chị. Thấy không? Quá trời ngầu luôn. Mở cái nắp capo lên luôn. Đó, vậy coi nè, đây là cái động cơ dầu 2.0 turbo. Đi tiết kiệm nhiên liệu anh chị. Đó, mua bán thì chiều cam kết đảm bảo cho anh chị là không có cứng đụng, không có ngập nước. Máy móc là nguyên zin ha, bao đi tết hãng thoải mái anh chị. Cam kết giấy tờ văn bản đàng hoàng, anh chị cứ yên tâm mà sử dụng. Đây. Đó, mấy con ốc là còn nguyên zin hết nha. Nguyên zin hết. À, quá đẹp anh chị, xe quá đẹp anh chị. Rồi, cái chiếc Everest này thì chiều bán giá là 1.260.000.000. Xe này được sản xuất là 2023 anh chị nha. Đó, có quan tâm thì anh chị cứ đến coi xe đi rồi chịu bớt thêm cho. Thì ngoài Everest ha, chịu có mấy xe rẻ hơn nè. Chẳng hạn như là Toyota Rush nè, 570.000.000. Sản xuất 2021 nhưng mà đăng ký lần đầu là tháng 1/2022 anh chị. Một chủ từ đầu luôn anh chị nha. Yên tâm. Xe này chạy chuẩn km luôn. 31.000 cây anh chị. Đó, 1.5 7 chỗ nha. Rush là 7 chỗ. Đây nè, đi cũng tiết kiệm xăng lắm, 7.3 6.2 nè. Đó. Máy xăng 1.5 mà 7 chỗ được cái nó gầm cao gì coi nè. Cái gầm của chiếc Rush rất là cao luôn. Đó thì 570.000.000 nha. Đó 7 chỗ. 2021 đăng ký lần đầu là 2022. Còn đây là Mazda 3 2024. Xe này thì bản luxury chạy 20.000 cây. Chiều bán là 640.000.000. Còn bớt. À, còn đây là một chiếc Santa Fe 2017. Máy xăng 7 chỗ luôn, xe gia đình luôn, chạy 65.000 cây. Chiếc này chiều bán giá là 670.000.000 còn bớt. Đó. Rồi đi thêm một vòng nữa nha. Vios E 2020 giá là 425.000.000. Kế bên chiếc Vios này sẽ là một chiếc Fortuner số sàn máy dầu phơm mới anh chị. Xe này chạy 40.000 cây nha. Số sàn máy dầu phơm mới. Anh chị nào mà có quan tâm cái mẫu xe này ha, đến coi xe chịu bớt luôn cho. Xe này chiều bán giá là 880.000.000. À, số sàn máy dầu 2020 chạy 40.000 cây. Anh chị có cần thêm thông tin cái xe này thì kết bạn Zalo của chiều, chị sẽ gửi thông tin cho. Rồi có một chiếc 5 chỗ gầm cao, thiết kế đẹp. Hyundai Kona 2.0 bản đặc biệt. Sản xuất 2021 luôn. Đó, chỉ có 565.000.000 thôi. Đây, chạy 39.000 cây luôn. Và cái xe này nhìn cái nội thất nó còn rất là đẹp, rất là mới. Anh chị coi cái vô lăng nó mới tinh nè. Cần số mới tinh nè. Đó, mà xe vẫn còn thơm luôn chị, rất là thơm luôn. Đây, dàn ghế mới tinh luôn. 39.000 cây sản xuất 2021. 5 chỗ gầm cao. 565.000.000. Và thêm một chiếc là Fortuner. À, Fortuner này hình như là 2022. Để chị coi, chiếc này là 2022. Đây. Sản xuất là 2022. Đó, số sàn máy dầu chạy 39.000 cây luôn. Chiếc này chị bán giá là 920.000.000.
xuống sàn máy dầu 2022 đây, rất đẹp luôn. Đó, anh chị nào quan tâm xuống sàn máy dầu thì đến coi nha. À, chiếc này thì hình như là bán rồi, đặt cọc rồi, khách đặt cọc rồi. Đó, có một chiếc xe mà chạy lướt nè, 2021 máy dầu xuống sàn 2021 nè, chạy lướt nha, chạy có 16.000 cây à. Đó, đẹp long lanh luôn anh chị, đẹp long lanh luôn, có 16.000 cây à. Giác chi tiết trong nội thất là dường như là mới tinh luôn anh chị này. Đó, mới tinh luôn nha, này cần số 16.000 cây anh chị coi nè, 16.000 cây đây, chuẩn km nha. Đến đây kiểm tra phát hiện xe tua đồng hồ tặng cho anh chị cái xe miễn phí vậy vậy. 16.000 cây, số sàn máy dầu 2021 siêu đẹp luôn. Đó, chiếc này chịu bán giá là 910 triệu. Rồi thêm một chiếc Hyundai i10 300 triệu thôi, xe này chạy 80.000 cây, số tự động, sản xuất 2018, 300 triệu. Đó, anh chị nào tìm một chiếc xe cỡ nhỏ đi gia đình thì đến coi chiếc này. Đây, xe cỡ nhỏ gia đình 300 triệu. Tất cả xe chiều báo giá đều còn thương lượng còn bớt, anh chị có quan tâm anh chị đến coi chiều bớt thêm cho. Vios G 2019 425 triệu, xe chạy 57.000 cây. Đây, Vios G số tự động 2019. Đó, để mở cây có khóa cửa không nha. À, không khóa cửa. Đây, nội thất còn đẹp luôn, 57.000 cây số tự động anh chị, 425 triệu thôi, chạy 57.000 cây. Vios G 2019. Đó, anh chị nào có quan tâm thì đến coi. Kế bên đây sẽ có một chiếc Mazda 3 2022. À, xe này chạy được 39.000 cây. Chiếc Mazda này thì chiều bán giá 590 triệu. Đó. Kế bên đây thì có một chiếc Raptor 2021. Vỉ này là không niên hạn nha. 21 không niên hạn. Xe này chạy 57.000 cây. Raptor thì chắc chắn là phải hai cầu rồi. Xe này khóa cửa, để ngoài đường khóa cửa rồi. À, Raptor 2021 giá là 970 triệu, màu đen nhìn đẹp ghê á, ở ngoài ánh sáng mạnh nè, quá trời đẹp luôn, long lanh lấp lánh luôn, 970 còn thương lượng. Kế bên đây thì có một chiếc Legender 2021, Legender 2022 anh chị, 22 xe chạy 47.000 cây, 1 tỷ 120 triệu còn thương lượng. Rẻ hơn một tí thì có chiếc máy dầu số sàn 2017 chạy 110.000 cây, giá là 700 triệu. Đó, anh chị có quan tâm cái mẫu xe nào thì cứ kết bạn qua Zalo rồi gửi cái thông tin xe cho. Đó, còn muốn xem clip thực tế thì cứ bình luận vào phía dưới video nha, chị gửi cái clip gốc của mấy cái xe nè, chị quay chi tiết á, chị gửi cho anh chị coi. Rồi thôi, chị cũng cảm ơn anh chị và các bạn đã xem clip nha. Anh chị có quan tâm cái mẫu xe nào á thì đến cửa hàng 18 Hiệp Bình, thì trước khi đến thì nhớ liên hệ trước cho chiều nha. Và anh chị lưu ý một điều ha, hiện tại chiều vẫn đang cần mua xe ô tô cũ qua sử dụng. Anh chị các bạn nào mà có xe mà muốn bán á, thì nhớ liên hệ trực tiếp với chiều, chị sẽ đến tận nhà anh chị mua xe luôn cho, và mua giá cao hơn thị trường cho anh chị luôn. Đó, còn anh chị nãy giờ coi cái clip mà thấy có quan tâm cái mẫu xe nào thì cứ đến cửa hàng của chiều 18 Hiệp Bình, đến coi xe luôn, có giá tốt cho anh chị nha. Tất cả xe chiều đăng đều còn thương lượng, đều còn giảm giá, cứ đến coi xe đi rồi chiều bớt thêm cho.